xin chào mừng toàn thể quý vị đang đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Và nhiều số phát sóng trôi qua chúng tôi không nhớ rõ, đến thời điểm này là sau nhiều năm rồi, nghệ sĩ cũng tham gia rất là nhiều rồi, nhưng mà khán giả vẫn còn yêu thương chương trình nên chúng tôi vẫn còn tiếp tục mang tới cho quý vị nhiều cái đêm như thế này, mang tới cho quý vị nhiều niềm vui và nhiều câu hỏi về kiến thức, về kinh nghiệm, cũng như là thưa quý vị, chúng tôi có một bộ câu hỏi dành cho một cặp đấu ở mỗi lần bước lên sân khấu, luôn mang về cho quý vị nhiều tiếng cười nhất. Kính thưa quý vị, đội này là đội rất là hài hước. Đội này đội hài hước là đội mắc cười. Rất mắc cười. Siêu hài hước. Lỡ như lát ra rất là lanh miệng. Lanh miệng thông minh mắc cười. Nhưng mà lỡ lát ra không cười thì sao? Dạ, cái đó chuyện của họ không phải chuyện của em. Dạ. Kính thưa quý vị, xin giới thiệu đội đó là BB Trần, Ngọc Phước và Trần Tuấn Kiệt. Xin mời. Xin chào. Xin chào. Chào quý vị khán giả. Dạ, em chào anh chị. Dạ, chào anh chị. Thì hôm nay sao? Hôm nay em chị xứng đôi quá vậy. Gì? Trời ơi nè, một cặp luôn. Đấy anh Kiệt nữa. Anh ơi, nãy giờ anh vô anh xứng với mọi người. Dạ, đi qua đây, đi qua đây. Ôi, vậy bên đây là bây giờ là ôi, bên đây giống luôn. Dạ. Bên đây MC, bên đây đội chơi. Bên đây đội chơi ạ. Không, chị mà vô trong đội chơi là chị thua đó. Đi quan gì? Chào mừng tất cả quý vị khán giả đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Và đây là đội A, BB Trần, chị Heli Quang và Trần Tuấn Kiệt. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Người ta đang lấy chén cơm của em đó. Thì cái này thưa quý vị là có Tuấn Kiệt, Ngọc Phước và BB Trần, những người bạn trẻ, những bạn trẻ rất là thân quen với khán giả xem đài. Dạ. Hôm nay đến với những bộ trang phục rất là, tụi em đang xây dựng hình ảnh á. Xây dựng hình ảnh. Dạ, em với Kỳ thì xây dựng hình ảnh nam thần. Nam thần. Còn Ước là ngọc nữ. Dạ, tụi em đang xây dựng hình ảnh đó. Trời, nói mà không ngại miệng. Nghe nói mà em che mặt em quê luôn á. Tưởng BB Trần với Kiệt là nam thần còn thì... Không, em là theo hình tượng của Tiểu Vi á. Ê, con này nói ngại hơn đó. Em là Tiểu Vi mọi người ạ. Thì Kiệt thân mến, là lâu rồi mới gặp lại em trên sóng truyền hình, thì anh biết là ba bạn đang làm chung một cái sân khấu, diễn chung với nhau và mọi người đang rất là yêu thích. Dạ. Thì ngày hôm nay đến với chương trình này mình có chuẩn bị hành trang gì không? À dạ, hôm nay em đến xây dựng hình tượng là một người tri thức. Một người rồi, không có thông minh. Tri thức là phải xây dựng luôn hả? Dạ. Dạ. Em có tham gia lớp lò luyện Nhanh Như Chớp mà. À, đã được luyện ở nhà rồi. Là buổi tối là mình tự hỏi, tự trả lời với nhau. Dạ. Dạ, thường là không trả lời được gì. Không trả lời được gì. Nhưng mà tụi em vẫn cố gắng xây dựng. Tụi em cũng đang định hướng cho mình là nhóm nhạc. Dạ. Ngày xưa, dạ, ngày xưa có The Bell, tụi em là The Phone. Ai gọi là tụi em diễn thôi. Dạ, dạ. Đúng rồi. Hôm nay tới với chương trình thì tụi em muốn gửi tới một bài hát. Ok. Ủa anh. Ủa. Trời ơi, cái được, bài được. Cái bài cho mình hát đó, mừng Tết đến đó. Hai ba. Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà, cái mây vàng kèm đầu hồng thắm tươi. Chuyện vậy cũng dám làm. Kiệt ơi. Dạ. Mình có thể, tại vì Kiệt ở trên mạng xã hội á, là Kiệt hay vào những cái vai hay nói mấy câu triết lý là Kiệt trên vai nữ á. Đâu giờ mình thử lại xem nào. Thì các bạn ơi, nói nghe nè, mỗi lần mà đi thông báo đi chơi game thì nhớ xây dựng hình tượng cho đẹp, thank you. Có những cái concept mà không phải ai cũng làm được nha. Em cũng làm không được luôn anh. Em không có nhiều ngôn từ như Kiệt. Kiệt là phải nói là tụi em phải rất là hâm mộ Kiệt luôn á. Tại vì Kiệt là vừa đi du học ở Singapore nè, Kiệt còn có tu nghiệp một năm ở Mỹ nữa. Rồi Kiệt là có bằng thạc sĩ này kia. Dạ, dạ. Mà anh Kiệt biết nói rất nhiều thứ tiếng nha chị. Dạ. Tiếng Nhật nè, tiếng Thái nè, Tiếng Hoa, tiếng Anh luôn. Dạ. Khoan, mọi người có lộn Kiệt nào Kiệt này đâu có. Chắc là nói về Châu Gia Kiệt. Dạ, đúng rồi. Cộng số năm lại giống như giờ em như 60 tuổi chị. Đâu có mấy cái đó. Anh Kiệt thông minh mà hay che giấu lắm. Em đâu che giấu, em có nhận liền chứ mà em không có. Vậy hả? Dạ. Thì lát nữa mình sẽ nói về cái khả năng đó trên chiếc ghế này sau. Mình sẽ bàn thêm về cái khả năng đó trên chiếc ghế này. Cái này giống kính du yêu quá. Đó đâu. Đây là chiếc ghế thần thánh. Dạ. Lên là đi. Là đi. À, đi luôn là đi. Đi luôn hay sao? Đi lên trên. À lên trên. Thì nói chung là ngày hôm nay thì cũng chúc các bạn sẽ vượt qua được những thứ của chương trình. Mời vào vị trí. Cảm ơn chị. Ủa bên này hả? Trời, anh đội vừa mới xuất hiện là nó tự nhiên cái không khí đầu liền. Ủa
Ủa, tụi em nghe nha, tụi em nghe nha. Tụi em còn ở đây mà. À đúng rồi. Vâng. Đội tiếp theo sẽ là Nguyễn Anh Tú, Lạc Hoàng Long và Tommy. Xin mời. Trời ơi, dễ thương. Chào má. Ủa, đi làm xui hả? Sao mà dữ quá. Đi làm xui hả? Lấy không khí, lấy không khí. Dạ, lấy không khí, dạ, dạ. Ủa gì vậy? Ủa, quên, em quên. Thì mời đội mình giới thiệu nào, xin mời. Tommy đầu tiên đi. Em liền vậy hả? Hồi hộp. Dạ, Tommy xin kính chào anh Giang, chị Harry và quý vị khán giả đang xem chương trình Nhanh Như Chớp. Xong nữa. Vậy thôi đó. Vậy thôi. Thì sắp tới có ra bài mới gì không? Dạ có. Hiện tại thì em đã ra được hai bài trong dự án Tommy Secret rồi. Và sắp tới đây sẽ ra mắt thêm. Sao cười dữ vậy? Tại em nói chuyện mắc cười á. Hả? Tommy có giọng hát rất là ngọt ngào. Bây giờ có thể tặng quý vị khán giả một đoạn nào đó được không? À, thực sự hồi nãy tụi em đứng ở trong thấy cái nhóm bên đội A đây dễ thương quá, hát cái bài sớm quá. Tụi em cũng gửi một cái bài hát dành tặng cho quý vị khán giả luôn. Được, 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 được. Mà hồi nãy là... Mà lúc nãy đó là bên em là hát tặng cho tất cả mọi người đúng không? Đội B này thì dành cho học sinh. Bài hát dễ thương lắm. Hai, ba. Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn. Chín mươi ngày qua chưa chan tình thương. Màu hoa phương thắm như máu con tim. Tú, tú, tú. Mỗi lần quên lời, quên lời hả? Quên lời hả? Mỗi lần hè san thanh buồn. Người xưa biết đâu mà tìm, mà tìm. Hay quá. Nó cũng có sự ngọt ngào trong đó anh. Và đội mình hát xong bài này khoảng 3 tiếng không? Tầm đó anh. Dạ. Hát 2 câu mà nó lâu. Chưa kể lúc đầu là bài hát, khúc sau là bài thơ đó anh không thấy. À, đọc thơ không à? Thơ mà. Thì hôm nay là Lạc Hoàng Long, Tommy và Nguyễn Anh Tú chung một đội. Dạ. Thì mình có đủ tự tin để mình thắng cái đội ồn bên kia không? Ồn quá. Ồn anh ơi, ồn quá. Tụi em vẫn còn ở đây mà. Tụi em là đội khôn. Đội khôn. Đội khôn. Dạ. Đội là đội đại khái. Ủa? Đại khái nó vậy. Dạ. Mời các bạn vào vị trí B. Thực ra hai đội A và B á là cái từ gọi là chữ Latin là chữ, bản ký tự không A, nhưng mà đều nó làm viết tắt hết á. A là ăn á. Wow. Còn B anh? B là gì anh? Hả? B là bài. B là bài. Bài à, ủa thua về đó. Vui thôi chứ còn A là ám. Ủa, ủa anh, anh nói hồi thấy hai đội còn thắng hết trơn á. Bây giờ chúng tôi sẽ nói về luật chơi vẫn như cũ, và không biết các bạn có nhớ hay không, chúng tôi xin nhắc lại như sau. Luật của chúng tôi như sau: một khi lên ghế thì mình không được nói là tôi không biết hoặc là bỏ qua, phải buộc trả lời một cái câu gì đó. Rồi khi mà có một người lên thì thành viên còn lại thì không có nhắc nhở bằng mọi hình thức, là ví dụ là múa, ví dụ là ra cái tiếng gì đó chẳng hạn, là không có được. Với lại quan trọng nhất vẫn là trả lời liên tiếp, chứ đúng một câu rồi sai câu thì cũng như vậy thôi. Và người nào mà trả lời được 10 câu liên tiếp thì người đó sẽ nhận được 20 triệu đồng. 20 triệu. Ở thời điểm hiện tại cuộc sống bây giờ 20 triệu là nhiều lắm á. Nhiều chứ. Giải quyết được tiền nhà, tiền xe, tiền gỗ, tiền xăng, tiền dầu đó. Cũng lắm mười mấy lon sữa. Nói chung có còn vất vả không? Vất vả. Trời ơi, thức khuya về sớm mà, có thức khuya về sớm không? Bà ngoại chăm. Wow, đã vậy. Chăm ban đêm, còn ban ngày tụi em phụ. Ừ. Mới cũng nhẹ đúng nhẹ. Đúng rồi. Nhẹ nhẹ đúng không? Chỉ cầu mong là đừng có bệnh thôi. Dạ. Chứ con cái là sao cũng được, đừng bệnh là được. Ê, dạ. Em cảm giác em đang tham gia hội cha mẹ phục học sinh đi. Cái gì vậy? Vô chủ đề quá. À, vô chủ đề quá. Phụ huynh, phụ huynh. Bây giờ chúng tôi xin mời một cặp đầu tiên ạ. Anh BB đi, anh học hộ. Không, anh cái gì cũng ít luôn á, kiến thức cũng ít nè. Nhưng mà anh ít ngại, nên anh lên anh có thu lệnh cũng đỡ ngại. Rồi, BB Trần và ai ạ? Anh Tú. Lên luôn. Anh Tú. Ngại gì nữa. Yeah. Rồi. Bây giờ anh lên ghế trước ạ. Ai?
Rồi, rồi, mời Tú. Xin mời. Cố lên. Rồi, kéo ra thôi, kéo ra thôi. Rồi, chào mọi người, chúc gặp lại. Dạ, chào mọi người. Gì? Không, em đừng có làm cái nét dễ thương nữa. Anh sợ lắm. Em đang đổi hình tượng á. Đổi hình tượng gì? Gì vậy? Dễ thương, trong veo. Ủa, sợ lắm nha. Ai làm một cái nét dễ thương cũng được chứ, em làm anh sợ lắm. Giận á nha. Ngốc nghếch. Không, anh ơi. Ngốc nghếch. Anh ơi, làm cái đó em mới thấy ghê nè. Ghê quá, ghê chưa? Ghê. Đó, biết người ta bị cảm giác đó chưa? Biết rồi. Bây giờ ta đến với Tú nè. Thì Tú thân mến. Dạ. Hồi xưa mình đi học á, đi mà học giỏi môn nào nhất? Dạ em học giỏi nói chung đều đều anh à. Đều? Đều đều. Ồ, dạng là tiên tiến á ha. Dạ tiên tiến, xinh khá. Nhưng mà có chi không anh? Thì hỏi để biết có đi học là được. Dạ. Hỏi về đời sống, về chữ nghĩa thôi. Dạ. Đó. Chữ nghĩa. Rồi. Chúng ta dành 2 phút cho Nguyễn Anh Tú. Nhanh như chớp. Đây là một câu đố vui. Dụng cụ âm nhạc nào không có giống cái? Về chữ là đố vui về chữ á. Không có giống cái. Âm nhạc, dụng cụ âm nhạc. Đàn guitar nè, có sáo nè. Có đàn đàn bầu, đàn cò, đàn kìm. Cái gì nữa? Trống, trống. Lên. Đây là câu đối vui ha. Là trống, là trống là ngược lại với cái đó. Trống mái, trống mái với cái đó. Chứ thực ra trống là có trống cái nha. Dạ, trong cái dạng trống lớn nhất gọi là trống cái. Đó. Có trống trường nữa. Trống trường. Có đi học. Có đi học. Có đi học. Có trống trường nha. Loại ong nào trong đàn có nhiệm vụ lấy mật? À, ông thợ nè. Lên. Nếu bạn bị ong đốt, bạn bị đau, con ong bị gì? Con ong bị chết. Lên. Đây là câu đố chữ rất đơn giản. Họ gì nghe nặng cả 100 kg? Họ tạ. Lên. Hay vậy ta. Đây là câu đố chữ ha. Hai con hổ đang lớn từ từ thì gọi là gì? Hai con hổ đang lớn từ từ. Đối về chữ. Phân tích về con hổ. Hổ. Hai con hổ. Hổ là con gì? Hổ là con cọp. À. Cọp. Cọp. Cọp cọp. Cọp cọp. Hảo cọp. Trời ơi, cái này dễ mà. Hai con hổ đang lớn từ từ. Tôi nhắc vậy thôi chứ tôi nhắc gì nữa giờ. Phân tích đi, không có thì nói đại. Ai biết giơ tay à? Ai cũng biết. Một mình em không biết. Đau đớn quá. Hổ hổ à. Thôi, trả lời đi. Hết giờ. Hết giờ rồi Tú, trả lời đại đi Tú. Cọp, cọp mi, cọp cọp bi. Không, chính xác. Cọp bi, cọp bi bài. Con giáp con hổ tên gì? Dần. Hai con cọp. Dần dần. Ấy. À, hai con hổ đang lớn dần dần. Trong câu hỏi là vậy mà hai con hổ đang lớn từ từ thì gọi là gì? Hai con hổ đang lớn dần dần. Ấy. Trời ơi. Ơi. Mình thật là đần. Người con dâu hứa với mẹ chồng sáng mai sẽ đi chợ mua một loại trái cây, đó là trái cây gì? Dâu hứa. Trái dâu. Không chính xác. Dâu hứa là gì ạ? Dưa hấu. Hấu. Trái dâu. Mà tự bạn nói được hai từ rồi đó nha. Mì chín và mì trụng, mì nào mềm hơn? Mì. Mì trụng. Mì trụng. Hả? Mềm hơn. Mì chín á, mì chín là bột ngọt anh. Mì chín. Mì chính là bột ngọt. À, lên. Xem xíu nữa. Đúng rồi. Trả lời mà không tự tin. Mì trộn còn mì chính là bột ngọt mà. Chắc chắn là mì trộn rồi. Câu này khó. Quê đâu? Dạ, quê ở thành phố Hồ Chí Minh. À. Vùng Đồng Tháp 10 nằm trên địa phận 3 tỉnh miền Tây Nam Bộ nào? Cũng dễ trong có lắm. Vùng Đồng Tháp 10 thì chắc chắn là có tỉnh. Tỉnh Đồng Tháp. Một. Quê chị Bu. À, tỉnh Tiền Giang. Hai, và còn một tỉnh nữa gần đó. Quá dễ. Tiền Giang, Mỹ Tho, Cần Thơ. Không nhớ lắm. Trả lời đi nào. Tỉnh Tiền Giang, tỉnh Vĩnh Long. Vĩnh Long, Tiền Giang và... Và Đồng Tháp. Không chính xác. Tiền Giang, Đồng Tháp và Long An. Đúng chưa? Dạ đúng rồi, Long Thái Gia giáp thành phố rồi. Cái gì không nhìn thấy được bằng mắt
nhưng bắt được bằng tay. Thôi. Cái này các bạn chúng tôi sẽ thông báo ở lượt tiếp theo của Baby Trần. Như vậy là Nguyễn Anh Tú mang về 4 đáp án liên tiếp chính xác. Chúc mừng. Không phải là khó đâu thưa quý vị, nhưng mà tại vì Tú là chưa có vào cuộc được á, chưa nhập cuộc được cho nên thấy nó hơi bỡ ngỡ thôi. Yeah. Thường thì các bạn đến đây là sau 3 vòng mới nhập cuộc. Là đi về luôn. Đúng vậy. Vòng thứ tư thì là vòng lấy xe. Đó, cho nên là hãy tập trung lại ha. Chúng ta gặp gỡ lại Baby Trần. Yeah. Hên quá, bạn biên tập ra kêu kịp chứ em định dắt xe về rồi. Không sao, số 4 rất dễ dàng. Ủa số 4 hả anh? Rất dễ, quan trọng mình có vượt qua được Hadi Won không. Ủa? Sao? Muốn thay đổi gì? Chị, không, em tin vào chị lắm. Đó. Tại vì hai chị em cũng giống giống nhau. Anh lát cho mình cũng đứng đứng giống nhau chị ơi. Trời ơi, à đây nghe nói gì em kìa. Trời, lâu quá rồi mới quay lại cảm giác này. Thiệt á. Chị, tại do cũng lâu quá em mới quay lại với chương trình á. Chị có thể đọc đáp án trước câu hỏi được không? Đáp án trước câu hỏi được không? Ủa, có vụ đó luôn có. Hả? Thì bây giờ mình phá luật ý. Phá luật thì chị dạ. Không có lương. À, vậy thôi chị đọc nháp cho em câu trước cũng được. Em nằm mơ đi, mơ thì cũng được nha. Thôi được rồi. Ủa, thắt xích bèo, thắt xích bèo. Dạ, xích bèo quá chị. Thắt xích bèo luôn hả? Dạ. Trời ơi, nể thật luôn. Ê mà Pipi. Dạ. Càng ngày càng sao giữ được gầy hay vậy ta? Thì đó em nói, nhiều khi em diễn em mệt quá, em quên ăn. Chồng chị cũng phải làm sao cho biết được những cái đó nhỉ? Em nghĩ là khó vượt qua lắm. Tại vì em bản thân em cũng giống như anh Thành đó, em thèm ăn kinh khủng. Thì em cũng chỉ thấy hồi xưa em cũng ăn nhiều lắm mà. Thấy ngồi lâu quá. Tại chị em lâu quá mới gặp. Đúng rồi, lâu quá. Dạ. Không phải chị em mình ra cà phê chơi. Ra cà phê đi. Xin lỗi. Chúc mình ra kia mình ngồi. Ra kia nói chuyện tiếp. Kính thưa quý vị, Baby Trần đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Wow! Câu hỏi bắt đầu. Đố vui. Dùng của âm nhạc nào không có giống cái? Không có giống cái hả chị? Trống. Chính xác. Trống. Trời, hồi hộp thiệt nha. Lâu quá rồi em mới ngồi đây nè. Rồi. Loại ong nào trong đàn có nhiệm vụ đi lấy mật? Đi lấy mật. Chị ông nâu 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 nâu. Đi đâu? Ông gì nè em quên rồi. Ông cái đầu luôn á. Gán lên. Trong ông là có cái ông gì mà ông thợ. Ông thợ. Trời ơi. Chị không mấy mình tiếp luôn mấy câu về đàn ông đi tại em rành đàn ông lắm. Vậy hả? Dạ. Rồi. Nếu bạn bị ông đốt, bạn bị đau, còn con ông sẽ bị gì? Cái này em biết. Con ông sẽ chết. Chính xác. Dạ. Tại bị rồi, bị đốt rồi, dạ. Mày nói giống ghét con ông lắm kìa. Hả? Ông sẽ chết. Rồi, tiếp tục. Họ gì nghe nặng cả 100kg, đố chữ. Họ tên hả chị? Họ tên. Ký, Tấn. Tấn với Tạ cái nào 100 ta? Trời ơi. Tạ. Chính xác. Trời ơi, mừng quá. Ủa, em đặt mấy câu? Ôi, em đăng bằng. Đăng rồi. Còn câu nữa. Câu này khó à? Khó hả chị? Đố chữ nha. Hai con hổ đang lớn từ từ thì gọi là gì? Hai con hổ đang lớn, đường lớn. Đang lớn từ từ. Đường lớn. Đang lớn từ từ á nha. Hổ. Dần. Bi chờ. Không. Thôi, em nghĩ là chị cứ đọc thoải mái đi. Kia thấy đâu kìa. Rồi, đố chữ tiếp. Dạ. Người con dâu hứa với mẹ chồng sáng mai sẽ đi chợ mua một loại trái cây. Hỏi đó là trái gì? Người con dâu. Trái dâu hả ta? Khoan chị. Có lưng cứng. Ok. Người con dâu hứa với mẹ chồng sáng mai sẽ đi chợ mua một loại trái cây. Con... Chưa, ngắt hay... Con dâu
hứa dâu. Dưa hấu, dưa hấu, dưa hấu. Trời ơi, số 6 rồi, số 6 rồi. Rồi, mì chính và mì trụng, mì nào sợi mềm hơn? Mì chính và mì trụng. Mì chính thì là bột ngọt rồi. Em nghĩ chắc là mì trụng. Mì trụng sẽ mềm hơn. Chính xác. Ôi trời ơi, chị ơi, em sắp lập kỷ lục nha. Mùa trước là số 9, mùa trước em số 9. Rồi, tiếp tục. Dạ. Vùng Đồng Tháp 10 nằm trên địa phận 3 tỉnh miền Tây Nam Bộ nào? Ủa, nằm trên 3 tỉnh hả vậy? Vùng Đồng Tháp 10 đó là vùng Đồng Tháp 10. Cái vùng mà. Dạ, em thì em miền Tây nhưng mà em nhớ coi. Em nhớ Đồng Tháp. Thì chắc chắn là có Đồng Tháp rồi. Có Đồng Tháp nè. Một tỉnh liên quan với Đồng Tháp là Vĩnh Long nè. Cần Thơ hả ta? Đồng Tháp. Đồng Tháp chắc chắn Đồng rồi. Đồng Tháp thì nó là An Giang. An Giang là thuộc tứ không phải đâu. Ủa sao kỳ ta? Long Xuyên, có An Giang. Chết rồi. Đồng Tháp rồi có gì nữa ta? Cần Thơ. Đâu xa dữ vậy? Nhích lên trên nữa. Nhích lên trên nữa. Long An hả? Gần mình nè, lên Long gần An. À, Đồng Tháp, Long An. Và Tiền Giang. Chính xác. Yeah! Rồi. Cái gì không nhìn thấy được bằng mắt nhưng bắt được bằng tay? Hầu hết giờ. Cái gì anh? Không thể thấy được bằng mắt nhưng bắt được bằng tay. Không thấy bằng mắt. Khi bị bệnh thì mình làm gì? Bắt hình dung. Ô, phải. Bắt gió. À, cảo gió. Bắt gió chắc hơi. nhưng mà sao không dùng mắt được ta? Thôi xuống đi BB. Trời, kìa, thay đổi kìa. Kính thưa quý vị, BB Trần đã đúng đáp án liên tiếp 8 câu. Giỏi quá. Rồi. Một không nghiêm độ của mình. Dạ. Một không. À, gánh nặng về hai đứa. Từ từ. Lượt tiếp theo sẽ là ai? Dạ, Ngọc Phước. Ngọc Phước và Thổ Mi. Trời ơi. Ai lên trước ạ? À? Dạ, em sao cũng được hết á. Chị muốn lên trước hay chị muốn lên sau? Em nhanh chọn luôn á. Anh chọn đi. Thôi, hãy tự quyết định cuộc đời mình. Thôi, mình quánh đồ tiền đi nha. Bây giờ một, giờ thua là lên hay là ăn? Thua là được chọn. Ấy lộn, tại thắng được chọn chứ bà. Thắng là mời lên. Thắng lên trước đi ha. À, thua lên trước đi mình. Hai đứa ơi, cộng kền quá. Rồi, 1, 2, 3. Rồi, vậy rồi, lên trước thua lên trước. Đúng rồi. Rồi, bị thua rồi. Quên học cái bài thầy dạy rồi. Thì Ngọc Phước là một diễn viên trẻ, hài hước, năng động ha. Hơi tăng động tí. Thì sắp tới có dự án gì không? Dạ, sắp tới sẽ có những dự án thiện nguyện nhỏ nhỏ xinh xinh à. Làm giúp đỡ bà con ha. Dạ. Thì cũng chúc cho dự án của mình sẽ thành công ha. Dạ. Thì chắc chắn là cũng sẽ có Baby Trần với lại dạ Nguyễn Tuấn Kiệt đúng không? Dạ có anh nữa cơ. Có anh luôn hả? Có anh nữa. Gài anh ơi, gài rồi đó anh ơi. Cho đi là còn mãi, vỗ tay cho Ngọc Phước. Hồi đó đi học á. Học dở anh. Thôi em chia sẻ luôn, đỡ quê. Học dở. Sao nói làm cô giáo dạy tiếng Anh gì mà? Mà bây giờ chữ trả lại rồi anh, bao nhiêu năm rồi anh? À, không phải lục nghề chứ. Rồi ok, và right now song ngữ hay đơn ngữ? Đơn ngữ thôi anh. Song ngữ rồi. Không phải, ấy lịch for today. No, no need. Xin ngữ for today là để kêu Minh Tướng, hello Peter, hello Mary thôi. Không, thực ra hồi đó mình giỏi nhất khía cạnh nào mà mình cảm thấy mình tự tin nhất? Em học cũng ổn, văn học đi. Văn học. Thể dục thể thao. Thể dục thể thao. Công nghệ. Công nghệ IT. À không, công nghệ ngồi đan rồi đó anh. Ngồi đan rồi đó anh. Cái đó là học nghề nha. Không, công nghệ lớp 6 con. Em ơi, cái đó thủ hơn thủ công mỹ nghệ. Thủ công mỹ nghệ bên làm nghề rồi chứ. À, đó điểm nghề em học thêm. Tại sao hồi trưa trong trường cho anh học nghề ta? Có, hồi xưa trong trường ở dưới quê em là có học nghề. Thì sợ sau này thất nghiệp á. Cũng 2 phút dành cho Ngọc Phước. Bắt đầu. Ngoài cầu vồng trên trời còn cây cầu nào nữa theo truyền thuyết? Theo truyền thuyết, cầu vồng, cầu ô thước. Lên. Ồ.
Hay hết chứ. Nếu mà không có truyền thuyết thì còn cầu gì không ta? Cầu Mỹ Thuận. Ủa? Cầu ô thước xuất hiện khi nào? Cầu ô thước xuất hiện tháng 7 mưa ngâu bắt cầu. Tháng 7 mưa ngâu bắt cầu ô thước. Lên. Tính ra là có học chứ. Có học. Cầu ô thước bắt qua con sông nào? Sông Hậu Giang. Sông... Không, từ sông từ. Tiền. Sông Hậu Giang. Sông Tiền. Sông Hậu Giang. Nói nghe là thực sự là đồng đội chưa? Thực sự là đồng đội với em. Sông Ninh. Sông không. Sông không, sông Ngân Hà. Lên. Sao tôi biết hay vậy chị? Khoan xí tới anh Giang ơi. Tới đây chị xin phép đổi đội được không? Cầu ô thước được tạo nên từ những con vật gì? Anh ơi, em xin phép. Con này em trả lời nhé. Con nai. Con quạ. Con quạ, lên. Con nai nào ở đây? Hãy hát một bài hát mà có cầu ô thước trong đó. Tháng 7 mưa ngâu. Thôi được rồi, Phú ơi, được rồi. Em hơi bị đàm. Tháng 7 mưa ngâu bắt cầu ô thước. Xuống. Cái đó đọc thơ rồi. Ủa anh, là hát dở là bị đi xuống hả? Hát cái bài mới mà có chữ ô thước á. Khóa biệt ly. Ta là ô thước, xin đừng cách biệt âm dương. Không nhận ra được cái bài luôn á. Bài mới là, bài của bạn đô mấy anh. Khóa ly biệt á. Nhưng mà em hát không nhận ra. Không nhận ra. Thà là ô thước, xin đừng cách biệt âm dương. Không một nốt nào luôn. Không vô luôn. Không vô được gì á. Khủng khiếp thật. Hòa thấp hơn Minh, Bình thấp hơn Hòa. Vậy Bình cao hơn hay thấp hơn Minh? Hòa thấp hơn Minh là Minh ở đây. Bình thấp hơn Hòa. Anh hỏi đứa nào thấp anh? Vậy Bình cao hơn hay thấp hơn Minh? Bình thấp hơn Minh, Bình thấp nhất. Rồi, lên. Yeah. May mắn thôi. May mắn. Ủa? Thôi. Anh ơi, đồng đội chưa? Tới đây xin được phép chia sẻ. Em đã tốt hơn đợt trước em tham gia rồi. Câu này là một câu đố về ca dao, tục ngữ dễ lắm. Độ dài của bộ phận cơ thể nào được ví như tuổi đời con người? Ai hay ngủ ngày sẽ bị ngắn đi một nửa. Ai hay ngủ ngày? Đó là câu ca dao nào? Ngủ ngày ca dao hả? Ai anh đọc lại câu đó giùm em quán rồi. Trong cốc đàn bây giờ nghe nè. Đây là một câu ca dao mà trong câu ca dao này á nó có nhắc về bộ phận cơ thể là bộ phận nào? Để tôi nghĩ cơ. Cái câu sau nó có một đoạn là ai hay ngủ ngày tèn 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 tèn. Trời nhức đầu á. Đầu, não, tay, ngón tay. Nói hết rồi chị. Gan tay. Chốt đi, chốt đi, chốt đi. Thôi gan tay đi. Nằm ở tay. Tay. Lên. Yeah. Quá mệt. Câu này được chấm trước nha. Đáp án là đời người có một gan tay. Ai hay ngủ ngày còn được nửa gan. Câu này thôi, coi như câu này em cảm ơn mọi người đi. Hết giờ. Câu này dễ đối chữ thôi. Giống xoài nào ra trái quanh năm? Xoài cát hoài lộc. Từ từ nha. Xoài đối cát chữ hoài nha, lộc đối chữ nha. Ra trái quanh năm. Ra trái, rai trá. Xoài, giống xoài, xoài. Xoài nữa, xoài cát nữa ta. Xoài xoài mà mười mấy ngàn hai ký đó. À, xoài dạng thọ không? Xoài xoài tượng. Mà tượng. Quanh năm phải hiểu được cái quanh nghĩa năm, đối chữ mà. Xoài tứ, quanh năm đứng xoài quanh tứ quý năm. Không? Bốn xoài xạ, bốn tứ. Xoài tứ quý. Xoài tứ quý đại đi. Lên. Trời ơi, ủa có. Ê, chúng tôi đang check va lại. Không, câu này em chơi đàng hoàng lắm á. Để tôi check vàng. Xoài tứ quý không? Không công nhận. Vì sao? Vì hồi nãy là BB Trần có lỡ nói là có khi nào xoài tứ quý không? Có. Ủa, không? Em đâu nói, không em đâu nói đâu. Thôi anh ơi, em đứng cái bên em nghe nè. Em đứng cái bên kêu thôi anh, thôi. Thôi mà anh nói quá trời. Như luôn. Vậy là như thế này, chúng tôi á biết rằng là có thể là Ngọc Phước không nghe BB nói, nhưng mà khi mình đã nhắc nghĩa là mình phạm một cái quy, cho nên dừng lại. Thôi cũng được rồi, nhiều rồi. Anh ơi đổi, thôi nói nghe là có trò chơi mà không có BB vô anh. Không sao cả, câu tiếp theo mình làm lại từ đầu. Món bánh nào của Việt Nam được website ẩm thực Taste Atlas có trụ sở tại Croatia chọn vào danh sách 100 món tráng miệng ngon nhất châu Á vào tháng 2 năm 2024? A. Bánh da lợn. B. Bánh lăng. Và C. Bánh thiêu. Bánh da lợn. Không chính xác. Vậy là bánh đó gì? Là bánh lăng. Ủa
đại diện duy nhất của Việt Nam. Ủa, Bích Lan hả? Đúng vậy, nguồn gốc từ châu Âu nhưng tại Việt Nam Bích Lan được thịnh hành và được nhiều người ưa chuộng. Trời ơi, em nghĩ bánh tiệm đáng lẽ phải đưa bánh da lợn lên tại của Việt Nam. Có bao nhiêu chữ C trong câu sau? Nghe. Con cua cua con còng kẹp con kiến cưỡi con cua. Con cua. Thôi em cho tại 8 đi. Không, chính xác 12. Bà già thì thích, trẻ nít thì không, bỏ huyền lam lũ nắng mưa ngoài đồng là chữ gì? Bà già thì thích, con nít thì không. Ngọc Phước mang về 6 đáp án chính xác. Chúng ta gặp gỡ lại Tommy. Ở chỗ này bất ổn lắm chị ơi. Dạ, chúc chị may mắn nha. Em là em bị em xui ra đồng đội chị ơi. Số 6. Được mấy câu? 6 câu. Trời ơi, 6 câu luôn. 6 câu. Ôi giỏi vậy. Mỹ ơi, cứ điềm tĩnh là được. Ngọc Phước mà còn 6 câu mà. Ngọc Phước mà còn 6 câu mà. Nói nghe nè, em giống như là cái ví dụ cho những cái gì tệ lắm á. Đúng rồi. Phải không? Mọi người đang lấy em làm cái cục mốc á. À, trời ơi. Vậy mọi người đoán em được mấy câu? 8 câu. Anh đoán là 8 câu. Em đoán là sao vòng này em đổi đội. Kính thưa quý vị, Tommy đến với chương trình Nhanh Như Chớp. À, câu hỏi bắt đầu. Ngoài cầu vòng, trên trời còn cây cầu nào nữa theo truyền thuyết? Ô thước. Chính xác. Dễ mà, dễ, dễ. Sao nhìn người ta điềm đạm quá. Ồ, nhẹ nhàng, cứ vậy em. Cầu Ô Thước xuất hiện khi nào? Tháng 7. Tha vua lên chức nữa là gặp nhau đó, là tháng 7. Tháng 7 có lễ thất tịch. Tháng 7 là đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Dạ, được. Ủa, đơn giản vậy hả? Chưa đâu, chưa đến lúc đó đâu. Cầu Ô Thước bắt qua con sông nào? Có một bài hát về bài hát, bài hát đó. Thể loại của mình luôn đó. Vua lên chức nữ. Đâu sông cuối sông Ngân Hà. Ngân Hà. Chính xác. Thấy chưa, dễ mà, dễ. Anh ơi, em làm rõ vấn đề với bạn này là đội nào? Rồi, tiếp tục. Cầu Ô Thước được tạo nên từ những con vật gì? Hồi nhỏ em coi cải lương, nó có cái con chim gì á. Đen đen đen. Đúng rồi đó. Đúng, chim đen đen, chim đen đen, đúng rồi. Chim đen đen là đúng rồi đó. Dơi quạ gì? Dơi hay quạ ta? Dơi thì hơi kỳ á. Con nào nó có ý nghĩa xíu chứ. Quạ đi. Chính xác. Trời, em nhớ con dơi là nhớ lộn phim Batman rồi. Batman mới có con dơi. Rồi tiếp theo nha. Hòa thấp hơn Minh, bình thấp hơn Hòa. Vậy bình cao hơn hay thấp hơn Minh? Lại chị. Hòa thấp hơn Minh, bình thấp hơn Hòa. Vậy bình cao hơn hay thấp hơn Minh? Thấp hơn. Chính xác. cố lên em ơi. Trời ơi, mấy câu rồi? 6 câu rồi. Tommy, 5 câu rồi, 5 câu. Tommy. Đây sẽ là đố ca dao. Độ dài của bộ phận cơ thể nào được ví như tuổi đời con người? Ai hay ngủ ngày sẽ bị ngắn đi một nửa. Đọc, phân tích ra, phân tích đi. Sao chị đọc lại được? Độ dài của bộ phận cơ thể nào được ví như tuổi đời con người? Anh phải để cho chắc trước. Ai hay ngủ ngày sẽ bị ngắt đi một nửa. À, đổi khác nhắc là tính hả? Mình quay qua đây coi nè. Quay đi gà kìa luôn đi. Bộ phận đó của mình luôn á. Đầu. Hay dùng cái bộ phận. Thả bibi ra. Thả bibi ra. Cái gì vậy? Đầu. Không có nhắc nha Tú. Hả? Em được đầu thôi hả? Đâu? Không chính xác. Trời ơi. Em có nghe cái câu mà đời người như một găng tay, ai ngay ngủ ngày còn được nửa găng. Hồi nãy thấy Tú My làm gì nè. Em tụi Tú My biết rồi. Trời ơi. Rồi tiếp tục ha. Đố chữ. Giống xoài nào ra trái quanh năm? Xoài tứ quý. Chính xác. Thôi hồi nãy là thắng rồi. Rồi. Món bánh nào của Việt Nam được website ẩm thực Taste Atlas có trụ sở tại Croatia chọn vào danh sách 100 món tráng miệng ngon nhất châu Á vào tháng 2 năm 2024? Bánh da lợn,
bánh flan, bánh tiêu. Một trong ba hãy chọn đi ạ. Da lợn. Da lợn, không chính xác. Đáp án là bánh flan. Hai cũng chọn da lợn. Tại vì nó rất là Việt Nam. Nó rất là Việt Nam mà nó rất ngon. Rồi tiếp tục ha. Có bao nhiêu chữ C trong câu? Con cua cua, con còng kẹp con kiến cưỡi con cua. Bảy. Không chính xác, đáp án là 12 chữ. Giỏi rồi, trời ơi, vậy là giỏi rồi. Kính thưa quý vị, rất tiếc Tố My đã đúng đáp án liên tiếp 5 câu. Trời ơi, hay quá. Như vậy là sau 2 lượt chơi thì chúng ta đang thắng 2-0. Nếu bây giờ mình thắng là thắng chung cuộc luôn, 3-0. Còn nếu mình thắng thì coi như là lật được thế cờ để mình còn tiếp tục chơi. Dạ. Thế này em thấy hay có chương trình. Không biết có phải hôm nay hay không. Cố lên anh. Cố lên Long ơi. Cố lên Kiệt ơi. Ai lên trước ạ? Em lên trước nha. Em lên trước. Dạ. Rồi em lên trước nha. Anh Long. Chúng ta gặp gỡ Trần Tuấn Kiệt là một bạn rất là trẻ với những cái câu nói trên mạng mà kiểu như là những người phụ nữ từng trải nói đúng không? Em sinh ra và lớn lên đâu? Em ở An Giang. À, thì câu hỏi chúng tôi cũng có nhiều cái liên quan. Yeah. Không dính tới An Giang. Ủa kỳ vậy chứ. Nhưng mà nó dễ nha, nó đơn giản. À dạ. Chúng ta cùng Trần Tuấn Kiệt nhanh như chớp. Câu hỏi này chúng tôi đã hỏi các bạn nhỏ ở trường mầm non khu phố 3 phường 7 và tất cả đều vượt qua dễ dàng sau 1 giây. Đèn giao thông cơ bản có mấy màu? Dạ 3 màu. Đúng, dạ, trùng khớp à. Trùng khớp với các bé. Ủa câu ông tưởng nó dễ gì chứ. Đúng mà, lên. Ủa à. Ủa anh ơi, thực ra những câu hỏi chúng tôi nó đơn giản thôi mà, đừng toan tính với chương trình. Dạ. Trả lời nhẹ nhàng thôi. Vậy 3 cây đèn giao thông có mấy màu? Dạ 3 cây đèn giao thông có 3 màu. Lên. Giải quá. Yeah. Em tưởng là tới vòng 3 câu hỏi nó phải khó hơn nhiều chứ. Ngay bây giờ. Ủa? Câu đố mẹo vui vẻ như sau. Tại sao khi rùa và thỏ thi chạy về nhà, rùa luôn giành chiến thắng? Rùa và thỏ khi chạy về nhà, tại vì nhà của con rùa là cái mai. Lên. À. Hiểu chưa, hiểu chưa? Hiểu rồi. Tưởng đâu cái hôm mới là cái nhà chứ. Cái mai. Em ok không? Yeah. Anh ơi, có cái chương trình nhanh như chớp nào mà đội chỉ có 2 người thôi không? Chấp nhận đội kia 3 người luôn á. Quá mệt mỏi. Đâu nãy giờ anh tưởng đâu là là mọi người một đội, em một đội á. Ủa? Câu tiếp theo. Sự khác biệt cơ bản giữa 2 loại nhạc cụ tiêu và sáo là gì? Ủa dễ vậy? À, là cây sáo thổi ngang, cây tiêu thổi dọc. Lên. Sao chuyện thông minh quá vậy ta? Đây là câu đố chữ, đơn giản luôn. Mẹ An bảo An đi vào vườn hái cà tím. Hỏi hành động đầu tiên của An là gì? Mẹ An bảo An đi vào vườn hái cà tím. Hành động đầu tiên là đi vô vườn. Đi vô vườn hành động đầu tiên. Không, nhưng mà nó phải nói lái. Cái câu này là liên quan gì trời tới nói ơi, lái bớt nè. Bớt đi, bớt đi. Kêu chị ra đi. Thật sự biết không? Thật sự là đồng đội của người ta chưa? Hái cà tím là kiếm cà hái. Tìm cà hái, kiếm cà hái. Thì lái cho đúng đi. Hái cà tím là tìm cà hái. Lên. Ồ, hay quá, hay quá. Tốn kiệt. An tìm cá trong hồ nhưng không thấy. Hỏi An thấy thứ gì? Tìm cá trong hồ. An tìm cá trong hồ là hố trong vẫn, cà. Vẫn là bạn An hồi nãy đó. An hả? Vậy là tới đi tìm cà. Ủa dễ mà. Tìm cá trong hồ nhưng không thấy. Nghe lại một lần nữa nè. An tìm cá. Tìm trong cá hồ, nhưng không thấy. Họ thấy gì? Tìm cá, cà tím. Thấy cà tím. Lên. Hãy sắp xếp tên 3 cầu thủ Đặng Văn Lâm, Nguyễn Hoàng Đức và Phạm Tuấn Hải theo thứ tự danh hiệu quả bóng vàng bạc đồng tại lễ trao giải bóng vàng Việt Nam 2023.
Rồi bây giờ mình chỉ xui thôi, cho em nghe lại ba cái tên đi ạ. Đặng Văn Lâm, Nguyễn Hằng Đức và Phạm Tuấn Hải. Rồi xếp thứ tự. Lâm, Đức với Hải. Đầu tiên của bông vàng đó chính là Hải. Không, chính xác. Tên đầu tiên là đã sai rồi. Đức là bóng vàng. Đức, Đức. Hải, bóng bạc. Và rồi, Lâm, bóng đồng. Không sao. Ca trù Việt Nam được UNESCO công nhận di sản thế giới vào năm nào? 2009. Chính xác. Wow. Cái gì vậy? Sao hay vậy? Thì em có rà rà đó, em nhớ nó đâu đó khoảng đó. Trời. Quá dữ dội. Theo truyện cổ tích Tấm Cám, sau khi biến thành chim Vành Khuyên, Tấm đã nói câu gì với Cám? Tấm biến thành chim Vàng Anh mà, cho nên thành Vành Khuyên thì không lên. Trời ơi, hay quá. Chợ nổi Phùng Hiệp ở tỉnh Hậu Giang còn có tên gọi khác nào sau đây? Ngã 5, ngã 7 hay ngã 6? Ngã 7. Lên. Ồ. Loài chim lớn nhất thế giới là chim gì? Loài chim. Chim lớn nhất thế giới. Lớn nhất thế giới đại bàng. Hết giờ. Lớn nhất thế giới phải đại bàng. Đà điểu hả? Chính xác. Như vậy là Tuấn Kiệt mang về 6 đáp án liên tiếp. Chúc mừng. Quá dữ dội. Có vẻ như là cái bộ câu hỏi này khó hơn bộ hồi nãy. Khó, bộ câu hỏi này khó mà. Kiến thức không mà. Mấy câu đầu là kiểu là cho gọi là giải trí ra, một ra, chút ra, thôi. Đó, gài 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 vô, phía sau là toàn kiến thức thì không. Đó, đây là người có kiến thức nè. Còn mà mấy bạn hồi nãy á. Ôi, ý là nó tụi mày nói à. Ý là cái tay anh chỉ rồi. Ở bên hướng này là sao vậy? Ý là cũng kiến thức luôn. Chúng ta gặp gỡ lại. Anh Long. Gán nha anh Long. Ủa sao mà giữ vậy ta? Gán nha, gán nha. Quen. Không, tại vì Long là người rất hiểu về chương trình truyền hình á. Tại vì Long, lỡ mà Long thua là về luôn là chương trình thiếu thời lượng. Con số 6 nghĩa là gì? Mình phải là con số 7 trở lên. Vì nếu mình là con số 6, vẫn thua. Thua. Mặc dù lượt đó hề. Vậy là phải lên số 7 lượt ha. Yes. Dễ anh, cố lên nha. Mời. Ân trời thôi. Trời ơi, trời. Bây giờ Harry muốn hỏi đồng đội anh Tú và My. Thì nghĩ là Long sẽ trả lời được mấy câu. Anh Long, em tin anh Long. Anh Long là một người có trình độ. Đừng nói vậy. Chỉ có 3 phần trình độ, còn 7 phần trời độ. Đó là anh Long. Em đoán là anh Long sẽ là 10 câu. Ủa, sao vậy? Dạ, em gây áp lực cho anh đó mà. Trời ơi. Kính thưa quý vị, Lạc Hoàng Long đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Đèn giao thông cơ bản có mấy màu? 3 màu chứ. Chính xác. Thái độ. Thái độ chưa? Đơn giản, tự tin. Anh có biết cái dòng này nè, liên bộ câu hỏi này nè là dành cho những người thích thái độ. À vậy hả? Dạ, chúng anh rồi đó. Tiếp đi. Đó. Rồi. Vậy 3 cây đèn giao thông có mấy màu? 3 cây đèn giao thông đương nhiên cũng chỉ có 3 màu thôi chứ. Thấy ghét quá. Thôi tiếp giùm cái đi. Thái độ, đúng rồi đó, chương trình thích như vậy đó. Và đây là đố mẹo. Tại sao khi rùa và thỏ thi chạy về nhà, rùa luôn giành chiến thắng? Tại vì con thỏ nó rong chơi nhiều quá đó, còn con rùa tập trung nó thắng. Anh Long, cẩn thận. Nghe lại câu hỏi anh Long. Mèo. Chạy về nhà. Mà con rùa lúc nào cũng thắng. Thì con thỏ nó chạy về nhà chứ đâu chạy lên đích đâu. Anh Long. Cái nhà con rùa là cái gì? Cái nhà con rùa nó có cái mai đó, nó ở trong nhà nó hoài đó thì nó thắng đúng rồi. Hay quá. Lên. Trời ơi. Thôi tiếp giùm cái đi. Đúng là đàn em của anh Long. Cái này đâu phải đội em đâu. Cái anh này là bên chương trình, ảnh vô đây ngồi chơi, ảnh nhắc cho thí sinh thôi à. Vậy hả? Dạ. Sau này thì em có định làm gì với BB không? Sau hôm nay là những cái dự án mà tụi em tính làm chung em bỏ hết. Sự khác biệt cơ bản giữa hai loại nhạc cụ tiêu và sáo là gì? Cái sáo là vậy nè, còn cái tiêu là vậy nè. Vậy nè, là sáo. Ý là cái cách thổi gì nè, cái vậy nè. Thì nó là gì? Thì nó là cái gì? Khác nhau như nào? Khác nhau, cách thổi, cách sử dụng á. Ý là cái vị trí á, vị trí. Vị trí hả? Thổi
vậy cái môi giữa với môi bên đó. Trời ơi. Cái này là nằm gì? Nằm gì? Nằm ngang á. Cái này là nằm gì? Nằm đứng á. Nằm gì? Nằm đứng. Nằm ngang gì? Ngang với thẳng. Ngang với dọc. Cái nào ngang, cái nào dọc? Cái dọc là cái này, cái ngang bên đây. Cái nào ngang, cái nào dọc? Cây nào hả? Cây nào á? Cây sáu là đương nhiên, chắc chắn là phải là ở đây. Đây là cái gì? Là sao? Cây sáu nó thổi ngang nè. Rồi, cái kia nó thổi dọc nè. Mệt ghê á. Anh Long, chúng tôi nhắc quá nhiều rồi. Từ bây giờ tôi không nhắc nữa nha anh Long. Rồi, tiếp tục sẽ là đố chữ. Mẹ An bảo An đi vào vườn hái cà tím. Hỏi hành động đầu tiên của An là gì? Tiếp chơi chữ à, chơi chữ ba chơi chữ gì? Nhưng mà quan trọng là anh có đoán được không? Kiếm cà để hái. Đó. Trả lời là chính xác là hái cà tím. Từ từ nha anh đã. Hái cà tím thì kiếm cà hái. Chắc chưa? Kiếm cà để hái. Alo, alo, không chính xác. Không chính xác. Cái từ ca ở đâu ra? Hái cà hái. Tím. Hái cà tím. Thì nó phải là tìm cà hái. Ờ. Uổng quá, xém xíu rồi. Thì xém xíu uổng quá. Xém xíu uổng. Đáng lẽ rớt cách đây 30 phút rồi. Đố chữ. An tìm cá trong hồ nhưng không thấy, hỏi An thấy thứ gì? Tìm cá là cà tím đó. Thì đúng thấy đó. Cà tím đó. Tiếp theo, hãy sắp xếp tên ba cầu thủ Đặng Văn Lâm, Nguyễn Hoàng Đức và Phạm Tuấn Hải theo thứ tự nhận danh hiệu quả bóng vàng, bạc, đồng tại lễ trao giải quả bóng vàng Việt Nam 2023. Ai là vàng? Vàng đương nhiên là, đọc là đâu lại cái. Lâu quá không coi đá banh nè, bởi vậy Đặng Văn Lâm chắc chắn là vàng đi ha. Anh Lâm. Vậy là bạc thôi, bạc thôi. Bạn ơi, bạn thôi. Bạn ơi, bạn thôi. Muốn cho gì cho. Muốn cho gì cho. Sao đọc nha. Đức, Đức à, Nguyễn Hoàng Đức là vàng đi vàng, ha. Vàng, ok. Lâm gì đó. Đặng Văn Lâm hả? Phạm Tuấn Hải và Tuấn Đặng Văn Lâm. À, Phạm Tuấn Hải là vàng, kia là cao rồi. Phạm Tuấn Hải là thứ hai đi ha. Ok. Rồi cái... Đặng Văn Lâm. Đặng Văn Lâm ba đi ha. Ba. Ok. Lên. Lên. Thiệt, có trống chút xíu là lên luôn rồi. Rồi, ca trù Việt Nam được UNESCO công nhận di sản thế giới vào năm nào? Cái thua năm á ha, cái năm. Này thua năm rồi. Nào, đoán thôi. Đoán thôi hả? Trên 2000. Trên 2000. Trên 2000. Trên 2000, nếu mà trên 2000 thì chắc chắn 2002. Ồ, tại sao cái đó lại lấy đẹp? Nói đại thôi. Nói đại thôi. Mày đúng không đã? Thì nói đại cái khác nữa đi. 2003. Cái khác nữa đi. Chắc chắn là 6 á. Hoài luôn á, hoài luôn á. 2008. 2008 không phải. 216. Sao lại 16 nữa? Xuống dưới. Xuống dưới luôn hả? Xuống dưới luôn nè, giờ xuống luôn nè. Đáp án là năm 2009. Trời ơi, xong xuống đó. Xít xít xít. Xít xít nữa, xít. Đúng rồi. Theo truyện cổ tích Tấm Cám, sau khi biến thành chim vành khuyên, Tấm đã nói câu gì với Cám? Có câu chim vành khuyên nhờ. Nói câu gì với Cám hả? Đáp án là Tấm không biến thành chim vàng khuyên mà là chim vàng anh. Kính thưa quý vị, anh Long rất vui tính, ai cũng rất là giúp đỡ để phải anh ấy đi lên. Nhưng mà anh ấy xuống nhanh quá, đạt được 4 câu. Thì đó. Ngày hôm đó không xảy ra. Đợi mình thua tuyệt đấu. Cái quà đó đó. Ai thắng ở lại, ai thua về. Dạ. Yeah. Lên. Dạ, yeah, lên. Ủa? Sao bắn vậy hả? Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Xúc động. Cố gắng lắm. Kể cả ban tổ chức, kể cả khán giả tại trường quay, kể cả đội chơi, kể cả MC đã hòa mình cùng anh Long. Nhưng mà chúng tôi không cứu được anh Long. Trời đã định rồi, Long phải về với gia đình thôi. Thì trước khi về, các bạn muốn xem tiểu phẩm không? Dạ có. Ủa, có thấy Long mắc cười không? Rất mắc cười. Rồi bây giờ trước khi mình về, mình có một cái tiểu phẩm nhẹ nhàng ở đây, mình đứng qua hai bên nè. Đó. Mời anh Long. Rồi mời Ngọc Phước lên đây. Ủa. Kỳ vậy, tiến cử rồi kìa. Lên đi, lên. Lên đi chứng minh hình ảnh ngọc nữ của mình. Đúng rồi. Em bây giờ em đang xây dựng tượng ngọc nữ rồi. Đi qua đây. Đây là một cô crush mà mình đã yêu 18 năm nay. Ủa gì mà dữ vậy anh? Ủa vậy là năm nay mấy tuổi? Hả? Năm nay mấy tuổi? 65.
Hay da trẻ quá. Tức là mình yêu mười mấy năm nay mà mình không dám nói, và bây giờ mình đủ cái tự tin để mình nói và mình miêu tả nhan sắc. Đối với mình, đây là một cái người đẹp giống như một bà tiên chứ phải người thường. Cô tiên thôi. Bà thì lớn tuổi 65 bà. Ngày duy nhất mình có thể nói giống như là Ngưu Loan chứ để gặp nhau, cô Quả đã bắt cầu rồi. Dạ. Yeah. Mình tên là Long. Dạ. Yeah. Mình đi từ xa tới ha. Từ xa. 3, 2, 1. Tại sao có cây cầu lại cản đường? Tiểu Vi. À. Sợ quá chị ơi. Hello. Anh Long đây, ngày hôm nay sau bao nhiêu ngày tháng anh tới đây kiếm em. Nhưng mà cây cầu này ngăn được cản chúng ta quá. Trời ơi, anh không ngờ thực sự là nhan sắc của em đó. Em đẹp là đẹp luôn. Anh ơi, đẹp mắc cười như vậy hả? Đúng rồi. Lúc nào cũng lung linh sáng sủa hết trơn đó. Ý em là vậy á. Anh nói vậy em muốn cây cầu này nó dài hơn á anh Long. Vậy hả? Em nhìn thẳng đi. Nếu mà em đứng bên trái thì chắc chắn phải là anh. Dạ. Phải là anh. Dạ. Bao nhiêu băng nữa? Xin lỗi, anh đọc chết con Quả rồi. Đẹp quá, tới luôn đi. Thôi, để tới. Dễ thương quá trời luôn. Sao anh thấy trong con nét vậy mà nó bị cấn cấn gì vậy? Nó nằm ở dây nè, nó dướng lại cái đẹp á. Ra cái lúc mà em diễn mấy cái máy quay phim phòng kết hả? Không dám đâu mà, em đang thay đổi tượng rồi. Trở nên kiểu là trẻ trung, đáng yêu. Anh không biết nick name của em hả? Bé Thỏ. Có, anh thấy trong cái tin nhắn. Đúng rồi. Bé Thỏ. Không đâu, bé Thỏ. Cái đó là sự nũng nịu, một người con gái phải có. Anh Long nói gì, làm gì đi. Anh Long. Thôi mà anh Long, không nướng bé Thỏ Thương bé Thỏ sẽ nướng con Thỏ. Ôi khủng khiếp quá. Sợ quá à. Anh Long, qua bên đây anh Long. Dạ, dạ. Rồi, hợp đi. Ủa, lộn đội rồi. Ủa? Các bạn sẽ dừng lại ở đây với phần thưởng là 15 triệu đồng. Còn đòi chiến thắng, chúng ta bước vào vòng đặc biệt. Nếu thắng luôn, mang về 60 triệu đồng. Wow! Cố lên! Chào quý vị quay lại với chương trình Nhanh Như Chớp. Kính thưa quý vị, ở vòng này là vòng đặc biệt, chúng tôi sẽ đưa ra một câu hỏi và người chơi sẽ trả lời 20 đáp án trong vòng 1 phút, thì các bạn có thể nhận được 60 triệu đồng. Dạ. Dạ. Luật chơi là từ BB Trần đập vào giành quyền trả lời và liên tục như thế, cứ đập vào là giành quyền trả lời từng người một. Còn người kia không biết mình nhắc. Không biết nhắc thoải mái, nhưng mà có lượt ai thì người đó trả lời. Dạ. Dễ dàng. Không dễ. Phải có kiên nhẫn. 60 giây mang về 20 đáp án, đó là những loại trái cây tên có hai chữ. Bắt đầu. Dưa hấu. Chôm chôm. Măng cầu. Măng cụt. Thanh long. Xoài cát. Xoài là một chữ. Vậy hả? Vú sữa. Dâu tây. Trứng cá. Dưa gan. Măng cầu. Măng cầu rồi. Măng cụt. Rồi. Giải thiều. Cầu giải một cái. Dừa. Đu đủ. Đu đủ. Sầu riêng. Sầu riêng. Hồng xiêm. Việt Quốc. Hồng quân. Hồng xiêm. Chùm ruột. Không, chùm ruột sao trái cây. Chùm ruột trái cây. Em quên. Tiếp tục. Rồi cái gì quên nữa rồi. Hồng xiêm rồi. Hồng xiêm là sao bùi chê đó. Em kêu rồi. Dừa gan. Dừa gan. Dưa gan rồi. Dưa hấu rồi. Dưa lưới chưa? Dưa lưới. Dưa lưới. Dạ, tính ra mình nhiều lắm á, mà không biết có đủ 20 không? Em nghĩ không đủ. Nói chung là thời gian nó ngắn quá. Anh cho tụi em đoán không? Đoán. Em đoán 15. Em đoán 13. Em đoán 14. 13, 14, 15. 16. Wow. Cũng vui rồi. Vậy là cao rồi anh. Cao hơn tụi em dự đoán. 16 là cũng được rồi. Dạ. Cũng giỏi rồi, ngon lành rồi. Hồi nãy em còn thiếu bình bát nè. Bình bát. Rồi bình điền. Bình thông. Cái đó là chợ. Cái chợ rồi.
Nhưng mà không sao, cảm ơn các bạn đến với chương trình đầy niềm vui. Và có một phần thưởng mang về, cũng như là một tấm vé vào vòng trong. Phần thưởng mang về đó chính là 18 triệu đồng. Ngon lành, ngon lành, ngon lành. Và cảm ơn quý vị khán giả đã luôn yêu thương và theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình Nhanh Như Chớp do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ ba hàng tuần trên HTV7. Xin chào và hẹn tuần sau với chương trình Nhanh Như Chớp.